Tôi cũng đẹp xin chào anh chị và tất cả mọi người ạ. Hôm nay thì bên em sẽ lại tiếp tục lên và giới thiệu cho anh chị và tất cả mọi người một tác phẩm Cụ Quan Công của bên em anh chị nhá. Thì tác phẩm Cụ Quan Công này của bên em thì bên em có được chế tác là hơi khác một chút so với các mẫu quan công khác. Đó chính là bên em chạm khắc thêm 5 lá cờ đằng sau Cụ Quan Công anh chị nhá. Đó, bên em có đục chạm khắc thêm 5 lá cờ. Và em cũng xin nói luôn là 5 lá cờ này là cờ rời nhá, có thể rút ra được. Đó, cờ rời có thể rút ra được, không phải liền anh chị nhá. Cờ rời, đao của Cụ Quan Công là cũng là đao rời anh chị nhá. Đó, còn lại là tác phẩm của bên em là liền khối ạ. Đó, cờ rời và đao rời. Đó. Thì em cũng xin đọc luôn kích thước của tác phẩm này cho anh chị. Kích thước của từ của Cụ Quan Công đấy ạ. Cụ Quan Công là chiều cao, em sẽ Cụ Quan Công đây, kích thước của Cụ Quan Công đến đầu Cụ Quan Công đây là cao là 68 chị nhá. Đó, đến lá cờ, đầu lá đỉnh lá cờ này này là 84 và cao đến đầu thanh đao này là thanh đao này chị nhá. Đây, cao đến đây là 95. Đó, kích thước cao nhất là tính đến thanh đao là 95 anh chị nhá. Đó chưa? Và chiều ngang là 30, ngang 30. Chiều sâu tác phẩm này, sâu tác phẩm này thì em đo chưa tính cái độ dài của lá cờ chĩa ra là 20 chị nhá. Em chỉ đo Cụ Quan Công thôi. Đó, anh chị nào muốn đo kích thước cả lá cờ chĩa ra nữa thì chị có thể bảo bên em. Bên em sẽ đo luôn cho anh chị. Đó. Đó là kích thước của tác phẩm Cụ Quan Công đứng chấn ải này, Cụ Quan Công chấn ải anh chị nhá. Chất liệu thì được chế tác trên chất liệu gỗ hương anh chị nhá. Cổ hương ạ. Rất là tuyệt vời luôn ạ. Thì Cụ Quan Công thì có thể giúp cho anh chị trấn giữ nhà cửa, trấn trạch trừ tà đấy. Đó, xua đuổi tà ma. Đó, những chướng khí không tốt trong gia đình, bảo vệ gia đình, đó, gia chủ và những kẻ tiểu nhân chuyên là chọc phá ngáng đường anh chị trong công việc làm ăn đấy ạ. Đó, chính vì vậy thì có rất là nhiều anh chị, đó, những người đó là có làm công việc làm ăn thì thường trong nhà họ thì có sở hữu một bức tượng Quan Công anh chị nhá. Đó, thờ một bức tượng Quan Công để Cụ Quan Công có thể giúp họ trấn trạch trừ tà và phòng tránh kẻ tiểu nhân để cho công việc của họ có thể thêm thuận lợi. Đó, làm ăn phát đạt anh chị nhá. Đó, rất là tuyệt vời đấy ạ. Ở đây em sẽ quay sát cho chị xem diện mặt của Cụ Quan Công nhá. Đây anh chị này, đây diện mặt của Cụ Quan Công bên em. Rất là đẹp. Đó, bên dưới bên em có khảm đục thêm một chú rồng nữa này. Chú rồng trên bộ khải giáp của Cụ Quan Công nhá. Đó, tà áo của Cụ này. Đó, tà áo giáp của Cụ rất là đẹp. Rất là bay bổng, rất là tuyệt vời luôn anh chị nhá. Đó, rất là đẹp luôn đấy ạ. Cụ Quan Công đứng chấn ải, rất là tuyệt vời. Anh chị nào muốn sở hữu tác phẩm này, anh chị có thể liên hệ với bên em nhé, qua số điện thoại và Zalo là 0389889968 ạ, để có thể đặt hàng và sở hữu tác phẩm Cụ Quan Công Phục Long, Cụ Quan Công chấn ải này của bên em. Cụ Quan Công chấn ải anh chị nhá. Chất liệu gỗ hương ạ. Đó, còn bây giờ thì em xin phép kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem và theo dõi video clip của bên em ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.